Hội thứ 9, phần Kim Cương Năng Đoạn. Tôi nghe như vậy, một thủa Đức Bạc Già Phạm trụ trong vườn Cấp Cô Độc, rừng Thệ Đa, thành Thất La Phiệt, cùng chúng đại bí xô 1250 vị. Bấy giờ vào buổi sớm, Đức Bạc Già Phạm chỉnh sửa y phục, đắp y, bưng bát đi vào thành lớn Thất La Phiệt khất thực. Đi khất thực trong thành xong, Đức Bạc Già Phạm trở về lại bổn xứ, dùng cơm, thu dọn y bát, rửa chân. Như thường lệ, sau khi ăn xong, ngài trải tòa ngồi kiết già, thân thẳng nguyện chánh, trụ niệm trước mặt. Khi đó, các bí xô đi tới chỗ Phật, đến nơi đảnh lễ chân ngài, đi nhiễu bên phải ba vòng, lui ngồi một bên, cụ thọ thiện hiện cũng ngồi trong chúng hội ấy. Trong chúng, cụ thọ thiện hiện từ chỗ ngồi đứng dậy, trạch y vai phải, quỳ gối phải chấm đất, chắp tay cung kính mà bạch Phật. Hy hữu thay, thưa Đức Thế Tôn, Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác khéo dùng sự nhiếp thọ tối thắng, nhiếp thọ các đại Bồ Tát cho đến Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác, đem sự phó trúc tối thắng phó trúc cho các đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, những ai phát tâm hướng tới Bồ Tát thừa nên trụ như thế nào, nên tu hành như thế nào, nên nhiếp phục tâm như thế nào? Đức Phật bảo cụ thọ thiện hiện, hay thay thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy. Đúng như ông đã nói, Như Lai ứng chánh đẳng giác có thể dùng sự nhiếp thọ tối thắng nhiếp thọ các đại Bồ Tát cho đến Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác có thể đem sự phó trúc tối thắng phó trúc cho các đại Bồ Tát. Vậy nên thiện hiện, ông phải lắng nghe thật khéo tác ý, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói. Này thiện hiện, những ai phát tâm hướng tới Bồ Tát thừa thì nên trụ như thế, tu hành như thế, nhiếp phục tâm như thế. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, con nguyện muốn nghe. Phật bảo, thiện hiện, những ai phát tâm hướng tới Bồ Tát thừa thì nên phát tâm như vậy. Có bao nhiêu loài hữu tình được độ, bị độ như sanh bằng trứng, hoặc sanh bằng thai, hoặc sanh từ sự ẩm ướt, hoặc sanh từ sự biến hóa, hoặc có hình sắc, hoặc không có hình sắc, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, hoặc chẳng phải có tưởng, chẳng phải không có tưởng, cho đến hữu tình giới được tạo tác, bị tạo tác. Tất cả các hữu tình như vậy, ta đều giúp nhập vào cõi vô dư y niết bàn vi diệu. Tuy đã độ vô lượng hữu tình, đều được diệt độ như thế, song không có hữu tình nào được diệt độ. Vì sao? Thiện hiện, vì nếu các đại Bồ Tát còn tường chuyển hữu tình thì không thể gọi là đại Bồ Tát. Vì sao? Này thiện hiện, vì các đại Bồ Tát chẳng nên nói có tường chuyển hữu tình, như vậy tường chuyển mạng giả, sĩ phu, bổ đặc giả la, người, ý sanh, thiếu niên, tác giả, thọ giả, phải biết cũng thế. Vì sao? Thiện hiện, vì không có một chút pháp nào gọi là người phát tâm hướng tới Bồ Tát thừa. Lại nữa, thiện hiện, đại Bồ Tát chẳng trụ nơi việc hành bố thí, hoàn toàn vô trụ mà hành bố thí, chẳng trụ nơi sắc mà hành bố thí, chẳng trụ thanh hương vị xúc pháp mà hành bố thí. Thiện hiện, như vậy, đại Bồ Tát chẳng trụ tướng tưởng mà hành bố thí. Vì sao? Thiện hiện, vì nếu đại Bồ Tát hoàn toàn không trụ mà hành bố thí, thì số phước đức kia chẳng tính lường. Phật bảo, thiện hiện, ý ông nghĩ sao, hư không phương đông tính lường được không? Thiện hiện, thưa, bạch Thế Tôn, không được. Này thiện hiện, như vậy phương Nam, Tây Bắc, trên dưới bốn góc, tất cả hư không thế giới khắp mười phương, tính lường được không? Thiện hiện, thưa, bạch Thế Tôn, không được. Phật bảo, thiện hiện, đúng vậy, nếu đại Bồ Tát hoàn toàn không trụ mà hành bố thí, thì số phước đức kia cũng không thể tính lường. Thiện hiện, như vậy, Bồ Tát chẳng trụ tướng tưởng mà hành bố thí. Phật bảo, thiện hiện, ý ông nghĩ sao, có thể lấy các tướng đầy đủ để quán Như Lai chăng? Thiện hiện, thưa, bạch Thế Tôn, chẳng được, chẳng thể lấy các tướng đầy đủ để quán Như Lai. Vì sao? Vì Như Lai nói các tướng đầy đủ, tức chẳng phải các tướng đầy đủ. Phật lại bảo cụ thọ thiện hiện, thiện hiện, các tướng đầy đủ đều là hư dối, cho đến chẳng phải tướng đầy đủ, đều chẳng phải hư dối. Như vậy, nên quán Như Lai bằng tướng chẳng phải tướng. Cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật, bạch Thế Tôn, sau đời đương lai hậu thế, hậu thời, hậu phần 500 năm, khi chánh pháp sắp diệt,
Thời phần truyền có hữu tình nào nghe câu kinh điển nói sắc như thế mà sanh thật tưởng chăng? Phật bảo thiện hiện chớ nói rằng sau đời đương lai hậu thế hậu thời hậu phần 500 năm khi chánh pháp sắp diệt. Lúc thời phần truyền có hữu tình nào nghe câu kinh điển nói sắc như thế mà sanh thật tưởng chăng? Này thiện hiện sau đời đương lai hậu thế hậu thời hậu phần 500 năm khi chánh pháp sắp diệt. Lúc thời phần truyền có đại Bồ Tát đầy đủ giới, đầy đủ đức, đầy đủ tuệ. Lại nữa, thiện hiện đại Bồ Tát ấy chẳng phải ở một chỗ Phật vâng thờ cúng dường, chẳng phải ở một chỗ Phật trồng các căn lành. Lại nữa, thiện hiện đại Bồ Tát ấy chẳng phải ở một chỗ trăm ngàn Phật vâng thờ cúng dường, chẳng phải ở chỗ một trăm ngàn Phật trồng các căn lành. Được nghe câu kinh điển nói sắc như thế nên được một tâm tịnh tín. Thiện hiện Như Lai dùng Phật trí biết vị ấy, Như Lai dùng Phật nhãn thấy vị ấy, thiện hiện Như Lai rõ biết vị ấy, tất cả hữu tình sẽ sanh vô lượng vô số phước đức, sẽ nắm giữ vô lượng vô số phước đức. Vì sao? Thiện hiện vì đại Bồ Tát ấy không có tường chuyển ngã hữu tình mạng giả, sĩ phu, bổ đặc giả la, ý sanh thiếu niên, tác giả, thọ giả. Thiện hiện đại Bồ Tát ấy không có tường chuyển pháp, không có tường chuyển phi pháp, không có tường chuyển cũng không phải, không có tường chuyển. Vì sao? Thiện hiện vì nếu đại Bồ Tát có tường chuyển pháp thì vị ấy liền có chấp ngã, chấp hữu tình, chấp mạng giả, chấp bổ đặc giả la. Nếu có tường chuyển phi pháp thì vị ấy cũng có chấp ngã, chấp hữu tình, chấp mạng giả, chấp bổ đặc giả la. Vì sao? Thiện hiện vì không thể nắm giữ pháp, cũng không thể nắm giữ phi pháp, cho nên Như Lai mật ý, nói pháp môn dụ như chiếc bè, này những người trí, pháp còn nên bỏ huống là phi pháp. Phật lại bảo cụ thọ thiện hiện, này thiện hiện ý ông nghĩ sao, có chút pháp nào Như Lai ứng chánh đẳng giác chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề chăng, có chút pháp nào Như Lai ứng chánh đẳng giác đã nói chăng? Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, như con hiểu nghĩa Phật đã nói ấy, không có chút pháp nào Như Lai ứng chánh đẳng giác chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, cũng không có chút pháp nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác đã nói ra. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì pháp mà Như Lai ứng chánh đẳng giác đã chứng, đã nói, đã tư duy đều không thể nắm giữ, không thể tuyên thuyết, chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp. Vì sao? Vì các hiện thánh, chúng sanh đều là sự hiển hiện của pháp vô vi. Phật bảo, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Nếu thiện nam hoặc thiện nữ nào đem bảy báu đầy khắp 3.000 đại thiên thế giới mà bố thí, thì thiện nam tử hoặc thiện nữ này nhờ nhân duyên đây được số phước nhiều chăng? Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều, nhờ nhân duyên đây nên thiện nam hoặc thiện nữ này được số phước ấy rất nhiều. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì số phước đức mà Như Lai nói là chẳng phải phước đức, cho nên Như Lai nói là số phước đức. Phật lại bảo thiện hiện, nếu có thiện nam hoặc thiện nữ đem bảy báu đầy khắp 3.000 đại thiên thế giới để bố thí, và nếu có thiện nam hoặc thiện nữ đối với pháp môn này cho đến 4 câu kệ mà thọ trì đọc tụng thông suốt rốt ráo và rộng vì người khác tuyên thuyết chỉ bày như lý tác ý, thì do nhân duyên đây số phước được nhiều hơn trước vô lượng vô số. Vì sao? Vì vô thượng chánh đẳng bồ đề của tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác đều từ kinh đây mà ra, chư Phật Thế Tôn đều sanh từ kinh đây. Vì sao? Này thiện hiện, vì pháp chư Phật mà Như Lai nói là chẳng phải pháp chư Phật, cho nên Như Lai nói là pháp chư Phật. Phật bảo, thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Các vị dự lưu có nghĩ rằng ta chứng được quả dự lưu không? Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn không, các vị dự lưu không nghĩ rằng ta chứng được quả dự lưu. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì các vị dự lưu không dự một chút pháp gì nên gọi là dự lưu, không dự sắc thanh hương vị xúc pháp nên gọi dự lưu. Bạch Thế Tôn, nếu vị dự lưu nghĩ như vậy, ta chứng được quả dự lưu, tức là vị ấy chấp ngã, hữu tình, mạng giả, sĩ phu, bổ đặc giả la, vân vân. Phật bảo, thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Các vị Nhất Lai có nghĩ rằng ta chứng được quả Nhất Lai không? Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn không, các vị Nhất Lai không nghĩ rằng ta chứng được quả Nhất Lai. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì không có chút pháp nào để chứng tánh Nhất Lai nên gọi Nhất Lai. Phật bảo, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Các vị bất hoàn có nghĩ rằng ta chứng được quả bất hoàn không?
Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, không, các vị bất hoàn chẳng nghĩ rằng ta chứng được quả bất hoàn. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì không có chút pháp nào để chứng tánh bất hoàn nên gọi là bất hoàn. Phật bảo, thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Các vị A-la-hán có nghĩ rằng ta chứng được quả A-la-hán không? Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, không, các vị A-la-hán chẳng nghĩ rằng ta chứng được tánh A-la-hán. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì không có chút pháp nào gọi là A-la-hán, do nhân duyên đây nên gọi là A-la-hán. Bạch Thế Tôn, nếu A-la-hán khởi nghĩ như vậy, ta chứng được tánh A-la-hán, tức là chấp ngã, hữu tình, mạng giả, sĩ phu, bồ đạc giả la. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì Như Lai ứng chánh đẳng giác nói, còn được trụ vô chánh tối thượng bậc nhất. Bạch Thế Tôn, dù con là A-la-hán lìa hẳn tham dục, song con chưa từng khởi nghĩ như vậy, ta được A-la-hán lìa hẳn tham dục. Bạch Thế Tôn, nếu con khởi nghĩ rằng ta được A-la-hán lìa hẳn tham dục, thì Như Lai chẳng nên nói với con rằng, thiện nam tử, thiện hiện đắc trụ vô chánh tối thượng bậc nhất, vì hoàn toàn vô trụ, nên Như Lai nói là vô chánh trụ. Phật bảo, thiện hiện ý ông nghĩ sao? Thuở xưa, Như Lai ở chỗ Đức Nhiên Lăng như...